Hello anh em. Thì bản Revit 2023 tôi mới vừa cài đặt hoàn tất. Rồi test thử với một cái file khoảng hơn 100 MB để xem nó mở lên nó có nhẹ hơn so với bản 2020 không ha. Riêng cái link phần mềm thì tôi để dưới cái phần mô tả. Còn cái quá trình mà cài đặt á cũng hơi nhì nhằng một xíu, thì tôi có thị phạm trong cái quá trình mà mình setup nó sẽ có những cái lỗi và cách khắc phục như thế nào ha. Ở đây là cái công trình nhà hàng tiệc cưới với cái dung lượng của nó đâu đó cũng 108 MB. Thì trên cái nền tảng của cái CPU, cái thùng máy CPU của tôi xài cách đây 8 năm trước, mở lên thì lướt qua lướt lại thì thấy rất là mượt. Đó, thì về hình 3D hay là 2D bản vẽ khai triển. Nói chung thấy tạm ổn đó. Và anh em chúng ta sẽ bước vào cái phần cài đặt. Tôi sẽ show cho anh em cái cấu hình mà tôi đang sử dụng để cài đặt Revit 2023. Đây. Cấu hình xài cũng 8-9 năm về trước rồi.
Đến đây chúng ta phải restart lại máy nha, để Windows nó cập nhật những cái bản vá mới của nó. Đó, cho nên là buộc chúng ta phải restart lại máy. Rồi, sau khi đã restart lại máy để cho Windows nó update những cái bản vá mới của nó, thì chúng ta sẽ tiếp tục setup phần Revit 2023.
Đến giai đoạn này thì Revit nó đã được cài hoàn tất. Cái việc mà chúng ta có restart hay không thì nó cũng không có quan trọng. Tôi bấm Not Now để cho rút ngắn lại cái thời gian ha. Đây, để Revit 2023 nó cài đặt những cái giai công đoạn cuối của nó. Đây, giao diện màu đen nhìn rất là ngầu. Khởi động cũng khá nhanh so với lại bản 2020. Kể cả dung lượng cũng vậy, dung lượng của 2020 là 12 GB. Còn 2023 này chỉ hơn 8 GB một chút. Nhưng mà về cái thời gian mà load file, mở file thì tôi thấy nó lại nhanh hơn 2020. Trong quá trình mà sử dụng 2023 thì tôi thấy là lúc mà mình mở cái bảng vật liệu của đối tượng á, nó load nhanh hơn so với lại bản 2020. Thì không biết là 2023 này nó cải tiến cái tốc độ làm việc hay như thế nào. Nhưng đó cũng là một cái tín hiệu tốt cho những anh em chúng ta dùng Revit như một cái công cụ để mà làm việc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.